Xin chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kết nối Việt Trung của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất, được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10. Tôi là Thanh Huyền, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin thứ 5 ngày 24 tháng 10. Tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước chính thức vượt mốc 600 tỷ đô la Mỹ, tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm hơn 87% tổng kim ngạch xuất khẩu, được xem là cơ sở để kim ngạch xuất nhập khẩu có dư địa tăng cao. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 10, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 610,56 tỷ đô la Mỹ. Nửa đầu tháng 10 năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có nhiều khởi sắc khi duy trì quy mô kim ngạch lớn. Cơ cấu mặt hàng ngày càng đa dạng về chủng loại, quy mô hàng hóa xuất khẩu tăng cao. Trong đó, 4 nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ đô gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, dụng cụ cụ, phụ tùng, diệt may. Hội trợ thương mại quốc tế lớn nhất thế giới Canton Fair do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức là sự kiện diễn ra hai kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Sự kiện kỳ 2 tại Quảng Châu đang diễn ra với sự chú ý đặc biệt cho các sản phẩm robot và AI. Hơn 30.000 doanh nghiệp quốc tế đã giới thiệu khoảng 1,15 triệu sản phẩm mới tại hội trợ lâu đời nhất Trung Quốc. Ngoài robot hình người, nhiều sản phẩm công nghệ cao khác như robot khử trùng thông minh, máy quét không người lái cũng được ra mắt tại sự kiện. Xe ba bánh chạy điện cũng là một sản phẩm hút khách do người dùng ngày càng chú trọng vào vấn đề thay thế xe máy, di chuyển ngắn nội đô. Tại sự kiện năm nay, có hơn 8.700 gian hàng liên quan đến các chủ đề như xe năng lượng mới và du lịch thông minh, tự động hóa công nghiệp và sản xuất thông minh. Thưa quý vị, du thuyền 5 sao Costa Serena của tỉnh Italia, nổi tiếng với các chuyến hành trình tại khu vực châu Á, mới đây đã đưa hơn 3.000 du khách Hồng Kông Trung Quốc đến thăm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đón tiếp tàu, các đơn vị lữ hành và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã tổ chức đưa đón, giới thiệu, quảng bá đến du khách các hoạt động tham quan, du lịch đặc sắc trên địa bàn tỉnh như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, City Tour, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cùng nhiều điểm du lịch khác. Năm 2024, Quảng Ninh đã đón tổng số 42 chuyến tàu biển quốc tế, đưa hơn 50.000 khách với nhiều quốc tịch khác nhau đến Hạ Long. Dự kiến cuối năm, du thuyền Costa Serena sẽ quay trở lại Hạ Long thêm 3 lần nữa trong hành trình Hồng Kông Hạ Long Hồng Kông. Những năm gần đây, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc không ngừng được củng cố và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tăng trưởng tích cực và liên tiếp đạt kỷ lục mới mới đây tại cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô bắc kinh người phát ngôn bộ thương mại trung quốc đã chia sẻ về kết quả và triển vọng hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước Tại cuộc họp báo, ông Hà Á Đông, người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại song phương với Việt Nam, đồng thời tích cực nghiên cứu và thí điểm triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới nổi như là công nghệ thông tin, năng lượng mới và kinh tế số. Chúng tôi ủng hộ cả hai bên trong việc tăng cường hợp tác tại các khu công nghiệp và các khu vực, thúc đẩy sự phát triển tích hợp của các ngành công nghiệp, đáp ứng cung và cầu của hai bên, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp xuyên biên giới, ổn định và thông suốt. Chúng tôi cũng ủng hộ các doanh nhân của hai nước trong việc tận dụng tối đa các thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại song phương, đa phương như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực khu vực thương mại tự do Trung Quốc ASEAN phiên bản 3.0 để đóng góp lớn hơn cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực. Theo đó, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tận dụng tối đa các nền tảng như là hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, hội trợ hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc và hội trợ Trung Quốc ASEAN để mở rộng trao đổi thương mại nông sản, thủy sản chất lượng cao và thành phẩm công nghiệp. Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Theo thống kê của phía Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đã vượt 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, đạt 190,38 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là điểm đến đầu tư nước ngoài quan trọng đối với Trung Quốc. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp 1,97 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kết nối Việt Trung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.